Tử vi năm 2024 cho nghề nghiệp, công việc tuổi Mùi. Cuộc sống nghề nghiệp của người tuổi Mùi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi năm Rồng. Sẽ có sự cạnh tranh gay gắt tại nơi làm việc. Những điều này có thể được khắc phục thông qua sự tỉ mỉ và doanh nghiệp. Sẽ không có vấn đề gì trong việc hoàn thành mục tiêu của bạn. Tử vi tuổi Mùi 2024 khuyên bạn nên xem xét lại các mục tiêu của mình và xác định rõ ràng những gì bạn muốn từ sự nghiệp của mình. Năm cũng sẽ cung cấp cho bạn một số tùy chọn để lựa chọn. Mối quan hệ tốt đẹp của Cừu với đồng nghiệp và cấp trên tại nơi làm việc sẽ rất cần thiết nếu bạn muốn hoàn thành mục tiêu của mình. Người tuổi Mùi cần cù, kiên nhẫn và linh hoạt trong cách tiếp cận. Điều này sẽ giúp họ vượt qua tất cả các vấn đề ném vào họ. Sẽ không có vấn đề gì trong việc đạt được các mục tiêu trong cuộc sống nghề nghiệp của họ. Tử vi tuổi Mùi năm 2024 cũng sẽ không phụ thuộc vào lĩnh vực chuyên nghiệp. Bạn có thể bị chấn động bởi một số biến động lớn bắt nguồn từ các nguồn bên ngoài hoặc do chính bạn tạo ra. Trên thực tế, bạn không cảm thấy hài lòng hay hạnh phúc trong công việc mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Đây là lý do tại sao, bất kể lý do gì, năm 2024 hứa hẹn sẽ là thời kỳ cách mạng trong lĩnh vực chuyên nghiệp. Bạn sẽ muốn ném mọi thứ theo chiều gió, thay đổi công việc hoặc ra nước ngoài, những Mùi khác sẽ đào tạo lại, trong khi những con khác sẽ đập tay xuống bàn để đòi thăng chức. Nếu có liên quan đến các sự kiện bên ngoài, đây có thể là một tình huống khủng hoảng trong công ty nói chung, biểu tình, đình công, sa thải. Năm. Đối với tuổi Mùi, năm Giáp Thìn 2024 sẽ khó đối phó vì những thay đổi liên quan, nhưng dù sao đó cũng sẽ là một năm xuất sắc, rất hiệu quả và mang lại cho bạn vô số lợi ích trong tương lai.